Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về Tiên tri OSP. Tiên tri OSP là một cuốn sách được xuất bản tại Mỹ vào thế kỷ 19. Tác giả sách là một nha sĩ người Mỹ tên John W. Newbrow. Cuốn sách này sau khi được công bố ra đã gây tiếng vang rất lớn, chủ yếu là vì hai lý do. Một mặt là vì cuốn sách này liên quan đến một phiên bản lịch sử nhân loại hoàn toàn khác. Còn có một nguyên nhân mặt khác, đó là cách viết nên cuốn sách này. Newbrow nói rằng cuốn sách này không phải do chính ông ấy viết, mà là thông qua cách viết chữ tự động để viết ra. Như thế nào gọi là viết chữ tự động? Đó là khi con người ở trong trạng thái vô thức, cơ thể bị mất kiểm soát và rồi liên tục viết ra thứ gì đó lên giấy. Bản thân họ là không biết về thứ mình đang viết ra và rồi tay cứ viết không ngừng. Rốt cuộc là ai đang viết thì họ cũng không biết. Đây gọi là viết chữ tự động. Thực ra có rất nhiều cuốn sách nổi tiếng, đặc biệt là sách tiên tri, đều là được viết ra theo cách như thế này. Tức là người viết ra, họ vốn không biết là bản thân mình đang viết hoặc là không biết mình đang viết cái gì. Đợi sau khi viết xong rồi mới phát hiện, ồ, đây là nói về một số việc trong tương lai. Và những sự việc này vẫn đang không ngừng diễn ra. Trường hợp kiểu viết chữ tự động như thế này thì các quốc gia đều có. Sau này có cơ hội, chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người sau. Cuốn sách được viết tự động của nha sĩ người Mỹ mà hôm nay chúng ta giới thiệu có một đặc điểm mà những cuốn sách viết tự động thông thường khác không có. Đó là lượng của nó quá lớn. Lớn đến mức nào? Tổng cộng có khoảng 2 triệu chữ, 39 chương. Tổng nội dung gấp khoảng 1,5 lần Kinh Thánh. Tại sao lại so sánh cuốn sách này với Kinh Thánh? Bởi vì cách viết của nó rất giống Kinh Thánh, đều bắt đầu từ sáng thế ký. Tuy nhiên phiên bản này là khác với Kinh Thánh. Nội dung trong sách cũng liên quan đến các phương diện và các lĩnh vực như lịch sử, tôn giáo, địa chất, khảo cổ, ngôn ngữ, vũ trụ. Bản thân Newbrow thì không hiểu đại đa số nội dung mà mình đã viết, bởi vì ông ấy không có kiến thức về những phương diện này. Vậy thứ mà bám trên người Newbrow suốt cuộc là thần hay là thứ gì khác thì chính bản thân ông ấy cũng không rõ lắm. Nhưng ông ấy tin chắc rằng đây chính là thần. Hơn nữa linh hồn hay thần mà khiến ông ấy viết tự động đã nói với ông rằng họ mong muốn ông ta viết nó và xuất bản nó ra. Điều này có hơi giống với câu chuyện Ami mà trước kia chúng ta từng nói đến. Trong đó cậu bé người ngoài hành tinh Ami đã nói với đứa trẻ trái đất rằng cậu phải đem những gì tôi nói xuất bản thành sách. Trường hợp ông Newbrow này cũng tương tự như vậy. Ông ấy bị bám trên người trong một năm, tuy không phải thường xuyên nhưng là có mang tính chu kỳ. Mỗi tuần bám lên cơ thể một lần và rồi ra sức viết, thông thường là vào buổi sáng. Đột nhiên tỉnh dậy xong bắt đầu ra sức viết, rồi nhìn lại thì đã đánh ra nhiều chữ như vậy rồi. Có một đoạn mà trong thư ông Newbrow viết cho biên tập báo như thế này: một buổi sáng nọ, ánh sáng đã chiếu lên mu bàn tay tôi. Mu bàn tay tôi đã dùng lực rất mạnh gõ lên máy đánh chữ khoảng 15 phút. Tôi được yêu cầu không đọc những gì gõ lên máy đánh chữ. Tôi đã để bản thân mình rơi vào nỗi sợ hãi tôn giáo. Lo mất đi sức mạnh này, tôi đã thành kính làm theo. Sáng ngày hôm sau, cũng vào lúc trước khi mặt trời mọc, sức mạnh như thế lại đến và rồi bắt đầu đánh chữ. Bạn thử nghĩ xem, chỉ trong 52 tuần mà ông ta đã viết ra được 2 triệu chữ. Như cuốn tam thể 900.000 chữ mà đã phải mất đến 4 năm rồi. Cho nên có là dựng chuyện đi chăng nữa mà có thể dựng nhanh đến như vậy thì gần như là không thể. Vậy thì tại sao linh thể bám lên thân Newbrow lại muốn thông qua tay của ông ấy để nói sự việc này với mọi người thì không ai biết. Mà linh thể đó cũng không có nói. Tuy nhiên, có một việc có thể khẳng định chắc chắn, đó là người có tên Newbrow này từ nhỏ đã có thể cảm nhận được một số thứ mà người bình thường không thể cảm nhận được. Cứ có một tiếng nói nào đó nói chuyện với ông ấy. Newbrow sinh ra tại Mỹ năm 1828. Cha của ông ta là một người Anh, học thức rất cao, từng học tại Học viện William Emery. Đây là trường đại học lâu đời thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Harvard. Cha của ông ta sau khi tốt nghiệp đại học thì giảng dạy tại trường học địa phương. Còn chú của ông thì là viện trưởng của một bệnh viện, cả nhà ai cũng đều ưu tú. Cha của Newbrow đối xử với ông rất nghiêm khắc. Cũng chính vì do ông ấy nghe thấy những âm thanh này mà cha của ông lại hoàn toàn không tin. Cho nên cứ mỗi khi ông kể với cha mình ông đã nghe thấy giọng nói nào đó thì liền bị cha đánh ngay, dùng roi quất, để cho ông tuyệt đối không được nói lại mình đã nghe thấy gì nữa. Bởi vì nếu như để người ngoài biết được chuyện này thì sẽ có ảnh hưởng đến gia tộc của ông ta. Do lần nào nói ra cũng bị cha đánh, mà đánh còn rất nặng nữa. Cho nên ngay từ khi còn rất nhỏ thì Newbrow đã phong bế khả năng này của mình lại. Tức là dù có nghe thấy cũng nhất định không nói ra với ai nữa. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn luôn học rất giỏi. Ông ta đã thi đỗ vào học viện y. Sau khi tốt nghiệp thì đến bệnh viện của người chú làm bác sĩ. Ngoài ra người này còn có một vận may rất tốt nữa. Có lẽ cũng là do có liên quan đến việc ông ta có thể nghe thấy giọng nói nào đó. Chuyện là như thế này, không lâu sau khi ông ấy làm bác sĩ thì tại Mỹ bắt đầu thịnh hành trào lưu đi đào vàng, thi nhau đi California đào vàng. Lúc đó ông Newbrow này còn rất trẻ, mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng cũng muốn đi đào vàng. Tuy nhiên, thực tế thì đại đa số những người đi đều không đào được vàng. Vàng thì nằm dưới lòng đất, bạn cũng chẳng thể biết chính xác vàng nằm ở đâu. Cho nên nếu đào được thì coi như may mắn,
đào không được thì tay trắng ra về. Tất nhiên phần lớn là chẳng đào được gì. Và ông Neil Brown này cũng tự đi, kết quả đi là đào được ngay mỏ vàng, chỉ trong nháy mắt là lập tức phát tài. Sau khi phát tài thì ông ta đã tổ chức một đội, kiểu như một công ty nhỏ để đến Úc đào vàng. Sau khi xác định vị trí để đào thì cũng lập tức đào được mỏ vàng luôn. Và thế là người này tuy chỉ mới hai mấy tuổi nhưng đã trở nên cực kỳ giàu có. Và rồi ông ta bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, quan hệ giữa ông ta với cha vẫn luôn rất xấu. Khi ông ta đang đi du lịch vòng quanh thế giới thì lại bị cha gọi về. Ông ta sợ cha của mình lắm và thế là ông ta bèn quay về. Lúc đó ông ta 30 tuổi. Sau khi trở về thì mở một bệnh viện và rồi kết hôn, tiếp tục làm bác sĩ. Vốn dĩ cứ nghĩ như vậy là yên bình đi hết cuộc đời này rồi. Thế nhưng bỗng một ngày, cha của Neil Brown đã nói với ông chuyện này, khiến cho cuộc đời ông ta có một bước ngoặt lớn. Đó là cha của ông bắt đầu tin là có linh hồn tồn tại rồi. Tại sao lại như vậy? Đó là vì sau khi mẹ của Neil Brown mất, thì người cha bỗng một ngày nọ nghe thấy người vợ nói chuyện với mình. Và thế là liền kể cho Neil Brown nghe chuyện này. Sau khi người cha đột nhiên hiểu mình, Neil Brown đã được giải phóng và bắt đầu nghiên cứu về việc này. Ông ta đã đi khắp nơi trên đất Mỹ để tìm nhà ngoại cảm và hỏi những người này làm sao mới có thể ngoại cảm, làm sao mới có thể giao tiếp với linh thể này được. Rằng tôi chỉ có thể nghe được tiếng của họ, nhưng tôi lại không hỏi chuyện họ được. Nhà ngoại cảm nói với ông ta, trên thực tế về nguyên tắc là anh không thể hỏi các vấn đề được. Cảnh giới cao nhất mà anh có thể làm được chính là khiến cho linh thể đó bám lên cơ thể anh và rồi thông qua đôi tay của anh để biểu đạt ra tất cả những ý mà họ muốn. Đây gọi là ghi chép tự động hoặc là viết tự động. Cũng là cảnh giới cao nhất đối với những nhà ngoại cảm như chúng tôi rồi. Ông ta liền nói, cách này tốt, vậy làm thế nào mới có thể viết tự động được? Những nhà ngoại cảm kia nói với ông ta, người có thể viết tự động thì phải có thể chất đặc biệt mới được, không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên điều này có thể thông qua hậu thiên mà bồi dưỡng ra được. Nó có một vài yêu cầu như sau. Thứ nhất là phải duy trì cơ thể sạch sẽ, mỗi ngày ít nhất phải tắm 2 lần, không được có dục vọng, phải sinh hoạt điều độ và không được ăn thịt. Về cơ bản là giống như một hòa thượng vậy. Thực hành cuộc sống như thế này liên tục trong mấy năm thì cơ thể của anh dần dần sẽ biến thành thể chất ngoại cảm và anh sẽ trở thành phương tiện trung gian để giao tiếp với linh thể. Linh thể rất dễ bám lên những thân thể như thế này, cho nên trẻ con thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được kiểu linh thể như thế này bởi vì chúng khá thuần tịnh. Nhưng khi chúng lớn lên, do tích lũy các loại suy nghĩ quan niệm khác nhau thì lại không còn khả năng này nữa rồi. Ông Neil Brown này lúc đó 30 mấy tuổi, cân nặng cơ thể tận 110 kg. Tuy nhiên vì để có thể trở thành phương tiện giao tiếp với linh thể, ông ta đã thay đổi hoàn toàn phương thức sống của mình. Cấm dục, sinh hoạt điều độ, ngoài ra không ăn thịt, chỉ ăn rau và trở thành một người theo chủ nghĩa ăn chay trường. Kết quả là qua thời gian 6 năm, thể trọng cơ thể của Neil Brown đã giảm xuống còn 81 kg. Ông ta đã dùng thời gian 15 năm đi khắp nước Mỹ để tìm nhà ngoại cảm, rồi lại tiếp tục dùng 6 năm để cải thiện thân thể. Cuối cùng đến năm 1881, cũng tức là năm ông ấy 53 tuổi, vào một buổi sáng khi tỉnh dậy, đột nhiên ông nghe thấy một giọng nói với mình, bảo ông hãy đi mua một chiếc máy đánh chữ đi. Vào thời điểm đó thì máy đánh chữ vừa mới có, cho nên thuộc hàng rất quý hiếm. Vì ông ta có tiền nên có thể mua một chiếc. Kể từ đó, linh thể này mỗi tuần sẽ có một buổi sáng bám lên cơ thể ông ta, và rồi ông ta cứ liên tục đánh chữ, và thế là hình thành nên cuốn sách này. Cuốn sách này được mệnh danh là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử loài người được đánh từ máy đánh chữ ra. Hơn nữa linh thể này còn nói với ông ta, trong quá trình một năm đánh máy này, nội dung được đánh ra thì ông không được phép xem. Khi nào đánh hết xong ta sẽ để ông xem. Cho nên trong một năm đó, ông Neil Brown cứ liên tục gõ. Cuối cùng đến một ngày, linh thể này nói với ông ta là đã đánh xong rồi. Ông có thể sắp xếp lại nội dung này rồi xuất bản thành sách. Và thế là vào năm 1882, ông ta đã cho xuất bản cuốn sách này. Vậy thì linh thể hay thần linh nhập lên cơ thể người nha sĩ này rốt cuộc là muốn thông qua cuốn tiên tri OSP để nói cho chúng ta biết điều gì đây? Nội dung này là cực kỳ nhiều, muốn một lần nói hết thì về cơ bản là không thể được. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chọn một số điểm chính để nói. Nội dung trong cuốn sách này có liên quan đến rất nhiều phương diện, giải đáp các vấn đề từ một góc độ hoàn toàn khác. Ví dụ vũ trụ được hình thành như thế nào, trái đất được hình thành như thế nào, con người xuất hiện như thế nào, và rồi con người sống rốt cuộc là vì điều gì? Tại sao con người phải chết? Nó có thể không giống lắm với những thứ mà nhiều người từng nghe từ trước đến giờ. Trước tiên, chúng ta nói một chút về thế giới quan được nói đến trong sách. Tức là thế giới này của chúng ta rốt cuộc là một kết cấu như thế nào? Trong sách nói rằng trên thế giới này có tồn tại hai thứ, chỉ tồn tại đúng hai thứ này. Một là ES, tức là thể tinh thần. Đặc điểm của thể tinh thần chính là không nhìn thấy, nhưng lại rất mạnh, tức là năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Còn một loại tồn tại khác là Corpore, tức là sự tồn tại thực thể. Nó vừa hay ngược lại với ES, có thể nhìn thấy nhưng lại cực kỳ yếu đuối, tức là năng lượng cực kỳ thấp. Và trong sách cũng tổng kết lại là có hình thì lại vô lực, vô hình thì lại có lực. Cho nên thế giới mà chúng ta nhìn thấy,
Tất cả phần có thể nhìn thấy thì đều là Kopor, chính là sự tồn tại thực thể. Còn phần mà chúng ta không nhìn thấy, như cái gọi là linh thể, hay thiên sứ, hay là thần thì đều là IS. Trong sách còn nói, kết cấu của thế giới này là được chia thành 3 giới. Giới thứ nhất là giới hữu hình, tức là thế giới nơi mọi Kopor tồn tại. Cũng chính là thế giới mà chúng ta đang ở đây, gọi là giới hữu hình, cũng được gọi là thế giới vật chất. Và cũng là thế giới duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Giới thứ hai và giới thứ ba thì đều là được cấu thành từ IS, là cấu thành từ thể tinh thần chúng ta không nhìn thấy được. Sự khác biệt giữa giới thứ hai và giới thứ ba nằm ở mật độ. Thực ra sự khác biệt giữa cả ba giới đều là nằm ở mật độ. Mật độ lớn nhất là chúng ta nằm ở tầng dưới cùng. Trong linh giới thì mật độ là tương đối nhỏ, và tầng trên cùng cũng là tầng mật độ nhỏ nhất, được gọi là thần giới, tức là tam giới bao gồm vật chất, linh và thần. Đương nhiên trong sách khi nói về linh giới, thực ra vốn không dùng từ linh giới, mà gọi tầng này là giới khí quyển. Còn thần giới ở tầng trên cùng, trong sách cũng không gọi thẳng là thần giới, mà gọi là giới dị thái. Trong giới này thì chẳng có thứ gì là chúng ta có thể cảm nhận được cả, nó cứ giống như chân không vậy. Nhưng thần là ở nơi đó, sức mạnh to lớn vô cùng, năng lượng cũng vô cùng thuần khiết. Trong ba giới này thì thực ra tầng lớn nhất là tầng ở giữa, chính là linh giới. Linh giới này lại được chia thành ba tầng nhỏ, hạ, trung, thượng. Tầng dưới cùng thực ra chính là cái mà chúng ta gọi là địa ngục, tức là ở ngay phía trên chúng ta. Địa ngục thực ra là ở trong linh giới, nó là được cấu thành từ các linh thể, trong sách gọi là cõi GA. Tầng ở giữa gọi là cõi Aji, tầng trên cùng là tầng thiên đường. Thiên đường và địa ngục thực ra là ở trong linh giới, chứ không phải là ở trong thần giới. Tầng thiên đường thì trong sách gọi là giới tinh vân. Giới tinh vân này là gần với thần giới nhất. Kể cả con người chúng ta hay là tất cả sinh mệnh của thế giới hữu hình sau khi chết đi, thì linh hồn của chúng ta sẽ tiến vào linh giới, chứ không thể vào thẳng thần giới được. Tất nhiên là căn cứ theo mật độ của mỗi người khác nhau, thì giới mà chúng ta đến cũng không giống nhau. Mật độ lớn thì sẽ tiến vào địa ngục, mật độ nhỏ thì sẽ tiến đến thiên đường. Trên thực tế, con người là không nên tồn tại trong thế giới vật chất này. Chút nữa tôi sẽ nói về những thứ trong linh giới. Hơn nữa thế giới vật chất là không có linh, linh là ở linh giới, vật chất thì là ở thế giới vật chất, nước giếng không phạm nước sông, giữa các bên không qua lại nhau được. Vật chất thì không vào được thế giới tinh thần, những thứ trong thế giới tinh thần cũng không vào được thế giới vật chất. Thế nhưng con người chúng ta lại đã vào thế giới vật chất rồi. Tại sao lại cần vào thì cũng chính là lý do tại sao con người cần sống trên thế giới này. Là như thế này, trong tam giới này có một vị thần tối cao tên là Jehovah. Đây là một từ họ viết trong sách. Nói rằng Jehovah đã sáng tạo ra cả vũ trụ, bao gồm cả thế giới tinh thần và thế giới vật chất. Vì để cho linh có thể hiểu được thế giới vật chất, cho nên Jehovah đã tạo ra một tài thể cho các linh, cũng chính là sinh mệnh, là thể xác của chúng ta. Thông qua thể xác này thì linh liền có thể tiến vào thế giới vật chất và có thể cảm nhận được thế giới vật chất. Nếu không thì không thể nào cảm nhận được thế giới vật chất. Vậy thì tại sao đến cuối cùng chúng ta lại phải chết chứ? Đó chính là vì để cho linh có thể một lần nữa quay trở lại linh giới. Nếu như cơ thể xác thịt không chết thì chúng ta không thể quay về được. Cho nên khi chúng ta đến thế giới này, thực ra là một hành trình tuyệt vời của những linh này trong thế giới vật chất, để cho chúng ta có những kinh nghiệm mới. Vậy thì khi chúng ta quay trở về linh giới, cũng chỉ có thể trở về linh giới tầng thấp nhất, không thể trở về thần giới được. Và rốt cuộc là bạn sẽ đi đến địa ngục hay thiên đường thì quyết định lại nằm ở linh của bạn khi ở thế giới vật chất. Cũng tức là khi bạn làm được nhiều việc tốt rồi, linh của bạn đề cao rồi, thì vị trí của bạn khi trở về linh giới sẽ có thể cao hơn. Làm việc tốt thì chia làm hai loại. Một loại là làm việc tốt công khai để được người khác biểu dương. Còn một loại là làm việc tốt trong âm thầm. Ông ấy nói rằng để có thể đề cao khả năng tâm linh của bạn thì chỉ có một cách, đó là làm việc tốt trong âm thầm. Làm việc tốt mà phơi ra thì chẳng có tác dụng gì. Ngoài việc giải thích cấu tạo của vũ trụ và ý nghĩa của sinh mệnh, trong tiên tri OSP còn nhắc đến một điểm rất thần kỳ, đó là nó đã giải thích được sự vận động của các thiên hà. Chuyện là như thế này, từ rất lâu trước kia, con người vẫn luôn cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đây gọi là thuyết địa tâm. Nó cho rằng tất cả các ngôi sao đều quay quanh trái đất. Sau đó đến thế kỷ 16, Copernicus đã đưa ra thuyết nhật tâm, nói rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ. Sau đó lại đến thế kỷ 17, Galileo thông qua quan sát đã chứng minh thuyết nói của Copernicus có lẽ là đúng, mặt trời là trung tâm của vũ trụ này. Cho nên bắt đầu từ thế kỷ 17, thuyết nhật tâm là tri thức chủ lưu của cả thế giới. Cuốn sách OSP này được xuất bản vào năm 1882, con người thời đó là tin vào thuyết nhật tâm. Nhưng mà cuốn sách này lại đưa ra một cách nói hoàn toàn khác. Trong sách nói rằng, sau khi Jehovah sáng tạo ra thế giới, trong vũ trụ đã hình thành những vòng xoáy khổng lồ. Trong những vòng xoáy này lại hình thành vô số thể hình cầu. Và rồi mỗi quả cầu lại hình thành những vòng xoáy mà trung tâm của vòng xoáy chính là quả cầu đó. Cho nên trong sách cũng nói rằng, trong vũ trụ có vô số vòng xoáy như thế này,
Mặt trời chỉ là một trong những vòng xoáy đó, nó cũng chỉ là một phần trong vòng xoáy lớn hơn mà thôi. Thực ra thì thuyết nói này đã phá vỡ thuyết nhật tâm, tức là mặt trời cũng không phải là trung tâm của vũ trụ, mà còn có trung tâm lớn hơn nữa. Ngoài ra trong vũ trụ cũng có vô số trung tâm, rốt cuộc thì trung tâm của vũ trụ nằm ở đâu cũng không ai biết. Và con người thực sự biết mặt trời không phải trung tâm của vũ trụ là vào 30 năm sau đó. Nhà thiên văn nổi tiếng người Mỹ, Leavitt, thông qua quan sát rồi tính toán thì phát hiện, hình như mặt trời đang quay quanh thứ gì đó. Nhưng lúc đó bà ấy cho rằng hệ ngân hà rất có thể là trung tâm của vũ trụ. Và rồi 10 năm nữa lại qua đi, Hubble thông qua kính viễn vọng đã phát hiện ra các thiên hà khác, mới lần đầu tiên biết được rằng hóa ra trong vũ trụ có vô số thiên hà giống như hệ ngân hà này. Cho nên kết cấu thực sự của vũ trụ mà tiên tri OSP đưa ra là sớm hơn Hubble tận 40 năm. Và càng thần kỳ hơn nữa chính là miêu tả của ông ta đối với sự vận động của hệ mặt trời. Ông ta nói sự vận động của hệ mặt trời là như thế này, giống như lốc xoáy, quỹ đạo của nó là như thế này. Nó đang vận động giống như hình bánh ma hoa vậy. Mà những năm gần đây chúng ta mới biết, đúng là hệ mặt trời đang chuyển động như thế này. Bản thân mặt trời cũng đang chuyển động với tốc độ cao. Và rồi những ngôi sao xung quanh cũng đang cùng với nó quay vòng quanh giống như hình bánh ma hoa vậy. Điều như thế này mà từ hơn 100 năm trước, ông ta đã biết được rồi. Sự việc này thực sự là quá khó tin. Nó không chỉ vượt quá học thức của Neil Brown, thậm chí còn vượt quá học thức của bất cứ ai lúc đó. Không ai biết được vũ trụ này chuyển động như vậy. Bức ảnh này là sau khi ông ấy viết tự động xong rồi, tức là đánh máy xong rồi, thì đã căn cứ theo một số hình ảnh trong đầu mà bổ sung thêm một số hình vẽ minh họa này. Và từ những hình vẽ minh họa này, bạn có thể nhìn ra một số đặc điểm. Đó là góc nhìn của người vẽ những hình minh họa này không phải là ở trên trái đất, mà là ở trong vũ trụ. Vậy thì tại sao đấng sáng thế Jehovah lại tạo ra những vòng xoáy này? Trong sách nói là để các vật chất trong vũ trụ cô đọng đến một điểm, từ đó hình thành nên các quả cầu. Hơn nữa thông qua sức mạnh của vòng xoáy có thể khiến cho vật chất không thể chạy khỏi, tức là khiến cho chúng không thể tùy ý đến bất cứ nơi nào khác, giống như một kết giới vậy. Mọi vật chất đều rơi vào trong phạm vi của một thể cầu. Tác dụng của những hình cầu được hình thành nên này cũng không giống nhau. Thông qua tác động lẫn nhau thì có thể sản sinh ra những quả cầu được cấu thành từ đất liền và đại dương. Những quả cầu đặc biệt này sẽ trở thành tài thể để cho các linh thể tiến vào thế giới vật chất. Cho nên trái đất chính là một trong những thể hình cầu đặc biệt có thể tiếp nhận linh thể như vậy. Và trong sách cũng nói rằng mọi tài thể giống như trái đất thì đều có tuổi thọ. Chúng đều phải trải qua 4 giai đoạn, lần lượt là thời kỳ hình thành, thời kỳ sinh sản, thời kỳ già nua, thời kỳ chết đi. Thời kỳ hình thành là quá trình mà vật chất của vũ trụ thông qua vòng xoáy cô đặc lại để hình thành các thể hình cầu. Ông ta nói, do những vật chất này xoay chuyển với tốc độ cao và ma sát lẫn nhau, cho nên những quả cầu được hình thành này đến cuối cùng cực kỳ nóng. Và rồi vị thần Jehovah đã dùng một loại chất lỏng rất dính, giống như gel, bao một lớp lên những quả cầu nóng bỏng này. Chất lỏng này gọi là semu. Sau khi được bao lấy thì hình thành nên một quả cầu có thể tiếp nhận những linh thể, tức là hình thành nên trái đất. Rốt cuộc chất lỏng semu này là gì thì không ai rõ. Tuy nhiên theo sự giải mã về sau này thì nó có lẽ là thứ gì đó giống như một dạng chất hỗn hợp của đất và không khí. Ông ta còn nói chỉ có thể cầu như vậy mới nuôi dưỡng ra sinh mệnh được. Sau khi trái đất hoặc những hành tinh giống như trái đất được hình thành xong rồi, giai đoạn thứ hai là bước vào thời kỳ sinh sản. Thời kỳ sinh sản là thời kỳ nuôi dưỡng ra sự sống. Hết thảy động thực vật đều sinh ra trong thời kỳ này. Trong sách còn đặc biệt nhấn mạnh mỗi loài sinh vật đều là do Jehovah tách biệt tạo ra, giữa chúng không có mối liên hệ gì cả. Cho nên mối quan hệ giữa các loài sinh vật vốn không phải quan hệ tiến hóa. Và quả thực cũng đúng là như vậy. Cho đến nay thì chúng ta không phát hiện ra bất cứ chứng cứ nào của quá trình tiến hóa giữa các loài sinh vật cả. Chỉ là cảm giác giữa một số loài hơi giống nhau mà thôi. Cuốn sách này đã nói, mọi sinh vật, mọi loại vật chủng đều là do Jehovah đơn lẻ thiết kế ra. Và sau khi thời kỳ sinh sản kết thúc, trái đất sẽ bước vào thời kỳ già nua. Trong thời kỳ già nua này, mọi sinh vật sẽ dần mất đi khả năng sinh sản. Hết thảy các sinh mệnh sẽ dần dần chết đi. Cuối cùng là bước vào thời kỳ chết đi. Sau khi mọi sinh mệnh sống đều chết hết cả rồi thì trái đất sẽ hoàn toàn trở về thế giới vật chất. Và nó đã hoàn thành toàn bộ chu kỳ sinh mệnh của mình. Và con người là được sinh ra trong thời kỳ sinh sản. Trong sách còn nói rằng bản thân sinh mệnh là không có linh. Ví dụ như chó mèo, bên trong nó là không có linh. Trên trái đất này chỉ có duy nhất một loài sinh vật có linh, đó chính là con người. Con người chính là sinh mệnh mà đã được thần thông qua các loại thiết kế, cuối cùng thiết kế nên một loại tương đối hoàn thiện mà ngài cho là tài thể rất thích hợp cho linh. Ông ta còn nói sự khác biệt lớn nhất giữa linh và các sinh mệnh khác chính là ở chỗ. Những sinh vật có linh thì mới có khả năng học tập, mới có khả năng sáng tạo và quản lý vạn vật. Và theo nội dung trong tiên tri OSP nói, sự kết hợp đầu tiên của sinh mệnh và linh mà Jehovah tạo ra, tức là nhóm người đầu tiên được gọi là Asu. Dựa vào ấn tượng của mình, Neil Brown đã vẽ ra hình dáng của Asu. Họ chính là như thế này đây, có cánh tay rất dài. Thực ra Asu là một tác phẩm cực kỳ thất bại, bởi vì dù cho có rót linh vào cơ thể này,
thế nhưng khả năng tâm linh của họ cũng vẫn rất thấp. Họ không có trí tuệ và chẳng có khác biệt gì so với các thể sinh mệnh thông thường, cũng tức là chẳng có gì khác với động vật. Vì để dẫn dắt Asu dần dần học hỏi và có thể dần nhận thức được thế giới vật chất này, thần lại rót một số linh thể cao cấp ở các nơi khác và trong sinh mệnh. Những sinh mệnh được rót những linh thể cao cấp vào này chính là các thiên sứ. Cho nên thực ra, thiên sứ là người có khả năng tâm linh cao hơn, còn Asu là người có khả năng tâm linh cực kỳ thấp. Sự khác biệt duy nhất giữa Asu với thiên sứ đó là linh của họ không giống nhau, còn cơ thể xác thịt thì là như nhau. Những thiên sứ này đến trái đất quả nhiên là tốt hơn so với Asu. Khả năng tâm linh của họ rất phát triển, có thể trực tiếp liên thông và trao đổi với thần. Tuy nhiên khả năng tự kiểm soát của họ cũng hầu như không có, bởi vì khi tiến vào cơ thể sinh mệnh thì đã không phải linh thể hoàn toàn nữa mà sẽ có thú tính nhất định. Thế nhưng thần vẫn cảm thấy khá tốt, có sinh mệnh trí tuệ cao hơn dẫn dắt sinh mệnh trí tuệ thấp chắc sẽ không có vấn đề gì. Kết quả là đã xảy ra một việc ngoài ý muốn, đó là thiên sứ kết hợp với Asu sản sinh ra một lớp người mới, tạo ra thế hệ người thứ hai gọi là Ion. Ion có thân hình rất nhỏ, giống như người hiện đại chúng ta hiện nay. Kể cả là Asu hay thiên sứ thì đều rất lớn, giống như người khổng lồ. Thế nhưng không phải cùng loại người khổng lồ mà trước kia chúng ta đã từng nói đến. Ion thân hình nhỏ bé, gầy yếu, da trắng hoặc vàng nhạt, nhưng cũng có tính linh cực cao. Ở trong thế giới vật chất, họ cũng có thể trực tiếp cảm nhận được một số tin tức từ linh giới. Nói một cách khác thì đây chính là thể chất ngoại cảm tiêu chuẩn. Cho nên Ion thực chất là chủng người rất giống thiên sứ. Thế nhưng Ion phần lớn cơ thể yếu nhược và cũng dễ chết. Sau đó thế hệ người thứ hai Ion kết hợp với thế hệ người thứ nhất Asu, sinh ra thế hệ con người thứ ba gọi là Drak. Người Drak này cơ thể cường tráng, cao lớn giống người khổng lồ, có da đen hoặc màu nâu nhưng tính linh cực thấp. Cũng tức là chủng người này thiên về phía Asu hơn, là giống động vật hơn. Tuy nhiên Asu thì ngốc hơn một chút, còn Drak thì không phải là ngốc mà là xấu xa và khá tàn bạo. Họ không có bất cứ quan niệm đạo đức nào hết, cho nên rất nhanh sau đó đã bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Sau đó thế hệ người thứ ba Drak đã kết hợp với thế hệ đầu tiên Asu. Vậy tại sao lại đều đi kết hợp với Asu mà không phải là kết hợp với thiên sứ? Bởi vì thực ra thiên sứ chỉ dùng để dẫn dắt thế hệ thứ nhất Asu thôi, cho nên rất nhanh sau đó đã không còn thiên sứ nữa. Sau khi không còn thiên sứ nữa thì Drak đã kết hợp với Asu, sinh ra thế hệ thứ tư gọi là người Yak. Người Yak cực lớn nhưng lại không đi bằng hai chân được mà phải đi bằng bốn chân. Họ rất ngốc, về cơ bản thì không được tính là người mà chỉ coi như động vật. Thế hệ người thứ tư Yak sinh ra vào khoảng 70.000 năm trước. Và không lâu sau khi thế hệ thứ tư này được sinh ra, thế hệ thứ nhất Asu liền bị tuyệt chủng. Tiếp theo đó, thế hệ thứ ba Drak vừa to khỏe lại tàn bạo, đã kết hợp với Ion vừa yếu vừa nhỏ nhưng khả năng tâm linh rất cao. Sau khi kết hợp thì đã sinh ra đời thứ năm gọi là người Aiwan. Người Aiwan có làn da đỏ, bề ngoài thì giống với người thế hệ thứ hai Ion, chiều cao thì gần gấp đôi Ion. Cơ thể cường tráng, trí lực cũng khá cao, nhưng khả năng tâm linh lại không cao. Trí lực và khả năng tâm linh là hai khái niệm khác nhau. Trí lực là chỉ sự thông minh của sinh mệnh, nhưng khả năng tâm linh thì là nói về loại khả năng có thể liên thông với thần. Tính cho đến đời thứ năm thì thực ra thần là luôn rất vừa ý với thế hệ thứ hai, Ion, bởi vì đây là thế hệ duy nhất có thể liên thông được với thần. Tuy nhiên, do đời thứ hai Ion này có cơ thể rất yếu đuối, vì vậy thần đã ra lệnh cho thế hệ thứ năm rất khỏe mạnh là Aiwan bảo vệ Ion. Vậy tại sao lại phải bảo vệ Ion? Là do đời thứ ba Drak cực kỳ tàn bạo, và còn đời thứ tư Yak thì y như quái thú vậy. Họ thường tấn công Ion và lấy làm thức ăn. Hơn nữa Ion lại không có khả năng tự bảo vệ mình, cho nên thần đã để cho thế hệ thứ năm Aiwan, đám người cũng rất to khỏe, lại rất thông minh, phản kháng lại đời thứ ba Drak và đời thứ tư Yak. Và thế là liên quan đời thứ năm và đời thứ ba bốn đã xảy ra chiến tranh. Trong thế hệ thứ năm Aiwan có không ít là nửa người nửa thú, chính là giống kiểu trên các bức bích họa Ai Cập. Chiến tranh giữa hai bên càng đánh càng mở rộng, thần cũng không coi được nữa, cho nên đã lệnh cho hai bên ngừng chiến. Thế nhưng đáng tiếc là mệnh lệnh này chỉ có Ion nghe được, những người khác là không nghe thấy, cho nên cuối cùng chiến tranh cũng không thể dừng lại được. Kỳ thực thì đời thứ năm Aiwan tuy rất thông minh, nhưng tính linh cũng rất thấp, cho nên cũng không thể nghe được mệnh lệnh của thần. Vậy thì làm sao mà thần có thể lệnh cho Aiwan bảo vệ Ion được chứ? Chính là vì thần để cho Ion đi kiểm soát thế hệ thứ năm Aiwan, cho nên phía Ion có thể khiến cho đời thứ năm này ngừng chiến. Nhưng vì bên kia không dừng, nên chiến tranh cũng chẳng thể dừng lại được. Vậy thì tại sao Ion lại không thể kiểm soát được đời thứ ba và thứ tư? Bởi vì những người đó trí lực quá thấp, không thể nói lý lẽ với họ được. Họ chính là dã thú, họ còn tấn công Ion và lấy làm thức ăn, cho nên nói lý lẽ với họ là không có tác dụng gì. Và thế là vào 42.000 năm trước, thần đã quyết định rời khỏi trái đất. Thực ra thần là muốn thông qua sự rời đi của mình để diệt chủng người Drak và Yak. Tại sao thần rời đi là có thể diệt chủng được nhóm người dã thú này? Là vì do trước khi rời đi, thần đã bảo Ion chuẩn bị lương thực. Ion chuẩn bị xong một lượng lớn lương thực thì thần cũng liền rời đi. Và sau khi thần vừa mới rời đi, mọi loài thực vật trên thế giới bắt đầu héo rụng. Không có cây cỏ thì cũng không còn động vật ăn cỏ.
Và thế là thế hệ thứ ba và thứ tư không có thứ để ăn nữa. Khi họ đến tấn công Yuan thì lại có Aiwan bảo vệ. Cho nên thế hệ thứ ba và thứ tư không có đồ để ăn thì bắt đầu buộc phải ăn thịt lẫn nhau. Cho nên số lượng trở nên ngày càng ít. Sau khi thần quay trở lại thì thế hệ quái thú đời thứ tư Yak và cả đời thứ năm Aiwan, tức là phe tốt đó, cũng đều bị tuyệt chủng rồi. Cho nên giống loài nửa người nửa thú chính là tuyệt chủng vào lúc đó. Bởi vì họ không có thức ăn nên đã tuyệt chủng. Và nhóm còn sống sót lại thì ngoài Yuan đã chuẩn bị lương thực đầy đủ phong phú ra, còn có thế hệ thứ ba thứ gì cũng ăn được là Drak. Tuy Drak vẫn còn sống sót nhưng số lượng chỉ còn rất ít và họ cũng chẳng còn khả năng tiếp tục tấn công Yuan nữa. Còn Yuan do được thần bảo hộ nên đã phát triển nhanh chóng. Họ đã xây dựng được rất nhiều thành phố ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng cùng với sự phát triển của Yuan, đến khoảng 30.000 năm trước đã xuất hiện một vấn đề lớn. Đó là do khả năng tâm linh của Yuan ngày càng cao, tức là họ đã dần dần trở thành linh thể rồi, đã hoàn toàn tách khỏi thuộc tính của động vật hoặc là thuộc tính của sinh mệnh. Cho nên Yuan đã mất đi khả năng sinh sản, không còn khả năng sinh nở nữa. Vì để Yuan có thể tiếp tục sinh tồn, thần đã để cho Yuan kết hợp với thế hệ có cơ thể cường tráng và sức sống mạnh mẽ hơn là Drak một lần nữa, hy vọng sẽ có thể sinh sản ra thứ gì đó khác ngoài Aiwan. Thế nhưng dù cho có kết hợp thế nào đi chăng nữa thì cũng đều sinh sản ra Aiwan, tức là thế hệ có khả năng tâm linh không cao nhưng cơ thể rất tốt. Cho nên lúc này lại đã xuất hiện Aiwan đời thứ 5. Sau khi Aiwan ra đời đã dần dần lớn mạnh lên và lại đánh nhau với đời thứ 3 Drak. Nhưng do mãi tận sau này Aiwan mới lại được sinh sản ra, cho nên số lượng là tương đối ít, vì ở Drak đã có ưu thế lớn hơn. Trong khi liên tục tiêu diệt Aiwan thì đồng thời chúng cũng bắt đầu tiêu diệt Yuan, và số lượng Yuan cũng ngày càng ít đi. Thần cảm thấy không được, cần phải cứu Yuan. Mà lúc đó thì tất cả Drak đều sống trên cùng một vùng lục địa gọi là Pen. Chỗ này còn nói thêm với mọi người một chút. Trong sách nói rằng trái đất này ban đầu là một vùng đất liền. Xung quanh vùng đất liền này thì đều là biển. Sau này do trái đất xoay chuyển, đặc biệt là do sự rung lắc của trục tự nhiên, nên mảnh đất liền này đã biến thành 5 mảnh lục địa phân tán đến các nơi trên trái đất. 5 mảnh đất liền này có hơi chút khác biệt với 5 lục địa trên trái đất chúng ta hiện nay. Lần lượt là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và còn một đại lục nữa, không phải là châu Úc mà gọi là Pen. Lục địa Pen lúc đó chính là nền văn minh tiên tiến nhất. Và thực ra lúc đó, Yuan chủ yếu là sống trên lục địa Pen. Họ chính là đại diện của công nghệ, phát triển mấy nghìn năm đều ở chỗ đó. Cho nên trên đó có một nền văn minh cao độ là do Yuan xây nên. Và bởi vì Pen là lục địa phát triển nhất lúc bấy giờ, cho nên người Drak mới đến lục địa Pen. Họ đến là để tiêu diệt Yuan. Lúc đó ngoài lục địa Pen ra, trên các lục địa khác cũng có một số ít người thế hệ thứ năm Aiwan sinh sống. Do Drak sống trên lục địa Pen là vô địch, cứ thế Aiwan là giết, cho nên Aiwan đều chạy hết cả rồi. Thông qua trận chết đói lần trước mà người Drak vẫn có thể sống sót, cho nên thần lại nghĩ đến một phương án nữa, đó chính là Đại Hồng Thủy. Sự việc này xảy ra vào 12.000 năm trước. Thần đã nói trước cho Yuan là hãy đóng thuyền. Thực ra trong tất cả các chủng người thì chỉ có Yuan biết đóng thuyền bởi vì họ có trí tuệ. Lúc đó dân số Yuan còn lại không nhiều, con số chính xác là 12.420 người. Họ đã đóng 138 con thuyền, phân thành 5 đoàn. 4 đoàn đầu tiên, mỗi một đoàn đều có 34 thuyền. Đoàn cuối cùng là đoàn thứ 5 thì chỉ có 2 thuyền, nhưng đoàn thuyền này vô cùng quan trọng, chút nữa chúng ta sẽ nói đến. Sau khi Yuan đóng thuyền xong hết rồi thì thần đã đánh sét, lục địa Pen một đòn chìm xuống đáy biển. Tất cả người Drak trên đó đều bị diệt vong. Sau khi đại lục Pen bị chìm xuống đáy biển, hơn 12.000 người Yuan chia thành 5 đoàn thuyền lái đến khắp nơi trên thế giới. Trong 5 đoàn thuyền này, có một đoàn đã đến Trung Quốc, hình thành nên nền văn minh cổ đại tại Trung Quốc. Có một đoàn đã đến Ấn Độ, hình thành nên nền văn minh Ấn Độ cổ đại. Một đoàn đã đến Ai Cập, hình thành nên nền văn minh Ai Cập cổ đại. Đoàn thứ tư đã đến châu Mỹ, hình thành nên nền văn minh châu Mỹ cổ đại, như nền văn minh Inca hay văn minh Maya. 4 đoàn thuyền này đã phân tách đến khắp mọi nơi. Lúc mới đầu họ phát triển khá tốt, xây dựng được rất nhiều thành phố. Thế nhưng vào khoảng 3.000 năm trước, tức là khoảng năm 1.000 trước công nguyên, đột nhiên tất cả Yuan đều bị tuyệt chủng hết. Nguyên nhân tuyệt chủng có hai mặt. Một mặt là do phát triển mạnh nên Yuan lại một lần nữa mất đi khả năng sinh sản và dục vọng. Và mặt khác là những Yuan còn sống sót lại thì lại bị đời sau của mình diệt chủng. Vậy đời sau của họ là ai? Chính là hậu duệ của Yuan và Aiwan, thế hệ đời thứ 6 và cũng chính là chúng ta. Hình dáng bề ngoài của chúng ta hầu như là Yuan Yuan. Điều khác biệt là sức sống của chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng tính linh của chúng ta lại rất bình thường, có thể nói là khá thấp. Sự khác biệt lớn nhất đó là khả năng sinh sản của chúng ta khá mạnh. Và thực ra đời thứ 6 của chúng ta đối với thần mà nói cũng là một tác phẩm thất bại. Cho dù có kết hợp sinh sản thế nào đi chăng nữa thì đời thứ 2 vẫn là tốt nhất. Ngoài việc tính linh không cao ra thì một vấn đề lớn nhất của chúng ta đó chính là chúng ta cực kỳ hiếu chiến. Chúng ta đã bị kế thừa thuộc tính động vật này. Tổ tiên của chúng ta thực ra là Aiwan đời thứ 5. Còn tổ tiên của Aiwan thực ra là đời thứ 3 Drak, cho nên nhánh của chúng ta đây đều có thuộc tính hiếu chiến. Vậy từ đó trở đi, trên trái đất thực sự đã không còn thế hệ thứ 2 Yuan nữa sao? Thực ra là không phải.
Bây giờ chúng ta sẽ nói về đoàn thuyền thứ 5. Đoàn thuyền thứ 5 này thực ra không có rời khỏi lục địa Pen, bởi vì sau khi lục địa Pen bị nhấn chìm, những ngọn núi cao trước đó đã biến thành một số hòn đảo, và những con thuyền này đã lên những hòn đảo đó định cư sinh sống. Vậy những hòn đảo này thì có ưu điểm gì? Thứ nhất là nó không có liên quan móc nối gì với những người khác. Trên đó cũng không có Aiwan, cũng không có đời thứ 6, cũng không có người thế hệ thứ 3 Drak tấn công họ. Tất cả đều không có. Họ sống ở đây thì khá an toàn, chỉ là diện tích nhỏ. Và những hòn đảo là tàn tích của lục địa Pen này sau này được yên trên đoàn thuyền thứ 5 gọi là Spen. Theo cách nói của cuốn sách này, rất có thể Nhật Bản là một tàn tích của lục địa Pen năm xưa. Và có lẽ Nhật Bản có sót lại yên đời thứ 2 thuần chủng, nhưng mà phần lớn chắc là đời thứ 6, tức là người trí khôn thông thường chúng ta. Và trên thực tế gần đây mới phát hiện, 12.000 năm trước tại Nhật đúng là có người ở. Người thời đó gọi là người Jomon. Có thể họ không có quan hệ trực tiếp với người Nhật hiện nay, nhưng người Jomon là thuộc thổ dân nguyên thủy nhất trên hòn đảo Nhật Bản này. Họ từ đâu đến thì không ai biết. Và trong sách có nhắc đến một chuyện cũng khá thú vị, dường như cũng gián tiếp xác nhận Nhật Bản rất có thể đúng là Spen. Đó là trong tiên tri OSP có đề cập, từ đầu đến cuối thì thần vừa ý nhất là con người thế hệ thứ 2 Ian. Thần muốn để Ian trở thành nhân loại thực sự và trở thành tài thể cho linh hồn. Bởi vì Ian có khả năng tâm linh cao, có thể đối thoại trực tiếp với thần. Họ dùng một loại ngôn ngữ độc đáo để đối thoại với thần. Loại ngôn ngữ này phát âm như thế nào thì bản thân Neil Brown cũng không biết. Thế nhưng trong sắp đặt âm thầm, ông ấy đã nhìn thấy chữ viết này nên ông ta đã vẽ nó ra. Nó là trông như thế này. Trong các vòng tròn có một số ký hiệu. Kiểu ký hiệu văn tự này chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới cả. Tuy nhiên rất kỳ lạ là có một người Nhật Bản đã phát hiện ra loại văn tự này. Người phát hiện ra loại văn tự này tên là Satsuki Narasaki, là một nhà vật lý người Nhật, cũng là một kỹ sư điện. Ông sinh năm 1899, mất năm 1974, từng trải qua Thế chiến 1 và còn tham gia cả Thế chiến 2 nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ấy đã làm việc tại một nhà máy sản xuất thuốc ở Hyogo, nghiên cứu về phương diện dược phẩm và hóa học với tư cách là một kỹ sư điện. Vào năm 1949, sau khi chiến tranh vừa mới kết thúc, có một lần ông Narasaki nghiên cứu một chủ đề là mối quan hệ giữa sinh trưởng thực vật với dòng điện đất, tức là mối quan hệ giữa vật lý địa cầu với thực vật sinh trưởng. Ông ấy đã đi đo dòng điện trong đất và đến một nơi có tên là núi Kinchozan nằm ở gần Kobe. Thực ra ngọn núi này khá thần kỳ, nó có liên quan đến sự tồn tại của một âm dương sư có trong truyền thuyết Nhật Bản cổ đại. Âm dương sư này là Asiyadumon. Asiyadumon là phe phản diện lớn trong âm dương sư, tức là bên xấu. Còn bên chính phái là Abenoshemei, hai bên luôn đối đầu với nhau. Trong sách cũng có ghi chép, nói rằng mộ của Asiyadumon chính là nằm trong ngọn núi Kinchozan này, cho nên thường thì không có ai vào trong núi. Narasaki thì lại thấy nơi này khá tốt, vì không có người ở và cũng không có ai quấy rầy, cho nên đã mang một số thiết bị máy móc vào núi đo dòng điện đất. Sau khi đi vào núi một lúc thì bị lạc đường và ông đã gặp một người thợ săn. Người thợ săn này liền hỏi ông Narasaki, tại sao ông lại vào trong núi này làm gì, đừng có vào, ông ở vào đây là quấy rầy mọi sinh linh sống ở trong đây. Narasaki nghe xong cũng thấy sợ, và thế là ông ấy liền thu hết thiết bị rồi chuẩn bị xuống núi. Lúc này thì người thợ săn bỗng nhiên nói với ông, thực ra tôi là con trai của một trụ trì miếu thờ trên núi, gia đình tôi có thứ này hay lắm, tôi muốn đưa ông đi xem. Và thế là Narasaki đã cùng người thợ săn này tiếp tục lên núi. Sau khi trải qua các loại đường chẳng ra đường để đi lên, thì quả nhiên có một ngôi thần miếu. Tên ngôi miếu này là Katakamuna. Sau khi vào ngôi thần miếu này, thì người thợ săn đã lấy ra một cuộn tròn, và nói đây chính là báu vật của thần miếu này. Tổ tiên đời đời trong nhà tôi đều ở trong ngọn núi này là vì để bảo vệ nó. Người thợ săn đã mở cuộn tròn ra cho Narasaki xem một chút. Trên cuộn này có vẽ loại văn tự là từng vòng tròn như thế này. Người thợ săn nói với ông Narasaki, những chữ viết này đại diện cho điều gì thì ông ta cũng không biết. Đây là báu vật gia truyền của gia tộc ông ta. Văn tự trên đó thì tổ tiên ông ta gọi là văn tự Katakamuna, là một loại chữ thời cổ xưa. Căn cứ theo những gì ông ta nói thì cuộn sách này tính đến nay ít nhất phải 10.000 năm rồi. Cũng có nghĩa là chữ viết trên đó phải từ hơn 10.000 năm trước. Vậy từng vòng tròn này là gì? Cứ mỗi một vòng tròn này là một bài thơ. Tổng có 80 vòng tròn, tương đương với 80 bài thơ. Người thợ săn nói, bên trong này là nội dung liên quan đến vũ trụ, khoa học, triết học, khoa học vật liệu, nông nghiệp, sản xuất, y học, lịch sử. Ông ta nói mỗi văn tự này là văn tự mấy chiều, họ cũng không biết. Giải mã như thế nào, có phải bên trong đó mỗi hàng ngang, hàng dọc, mỗi góc độ đều có ý nghĩa hay không thì cũng không biết. Người thợ săn chỉ biết, cuộn sách này có tên là cuộn Katakamuna. Katakamuna có nghĩa là gì thì anh ta cũng không biết. Là một nhà khoa học, ông Narasaki sau khi nhìn thấy những ký hiệu này thì cảm thấy trong đây dường như không phải viết bừa, mà là có một loại quan hệ logic nào đó. Nên ông ta bèn chép hết toàn bộ 80 bài thơ này lại. Sau khi chép xong thì nói với người thợ săn là về tôi sẽ nghiên cứu thêm và rồi bèn mang đi. Ông ấy đã chép hết những thứ này rồi mang về dốc tâm nghiên cứu,
nghiên cứu theo phương thức chữ viết của nó xem có khớp bộ được với tiếng Nhật hay không. Sau này thông qua nghiên cứu, ông Narasaki cảm thấy mình đã giải mã ra được rồi. Ông ấy nói ít nhất Katakamuna có nghĩa là gì thì ông ấy đã biết rồi. Ông ấy nói rằng Kata đại diện cho thế giới vật chất, Kamu thì đại diện cho thế giới tinh thần, còn Na nghĩa là truyền đổi truyền tải. Ông ấy nói nội dung trong cuốn sách này thực ra là công cụ giao tiếp hoặc truyền tải thông tin qua lại giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần, hoặc là làm thế nào để có thể nhận được một vài phương pháp từ thế giới kia. Sau đó, ông ấy đã công bố một phần kết quả nghiên cứu của mình. Tuy nhiên sau khi công khai thì Narasaki đã gặp phải nghi ngờ quyết liệt từ giới học thuật. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sau này ông ấy cũng muốn lên ngôi thần miếu kia để hỏi xem ông ấy giải mã có đúng không. Nhưng khi ông ấy quay trở lại tìm ngôi thần miếu đó thì đã không thấy nữa rồi, nó đã không còn nữa. Ông ấy cũng không nhớ đường, bởi vì căn bản là không có đường. Rất nhiều người đã lên ngọn núi đó tìm nhưng đều không tìm được. Và cũng chẳng có ai từng nghe nói là trên ngọn núi này có một thần miếu tên là Katakamuna cả. Cho nên trong tay Narasaki chỉ có 80 bài thơ do Chi Ngôi chép lại. Có người nghi ngờ thứ này là ông ấy tự sáng tác ra, nhưng Narasaki kiên quyết nói là không phải, rằng đây là do người thợ săn đưa cho ông ấy. Cuối cùng cả nửa sau cuộc đời, ông ấy đều dành để nghiên cứu nội dung cuốn sách này. Không ai biết ông ấy đã nghiên cứu đến mức độ nào rồi, nhưng giới học thuật vẫn là không công nhận. Họ cho rằng một nhà nghiên cứu khoa học sao có thể đi nghiên cứu thứ này được, đúng là điên rồi. Toàn bộ sự việc này diễn ra thần kỳ như vậy đó. Đây chính là tiên tri OSP. Sau khi cuốn sách này được xuất bản đã dẫn đến phản hồi cực lớn. Như ở Nhật hiện nay hầu như là không có ai biết. Tức là cuốn sách này bị liệt vào sách cấm, không được phép lưu hành tại Nhật. Và thực ra tác giả viết sách là ông Neil Brown này, sau này mới biết ông ta là người của Illuminati và lại còn là một nhân vật cấp bậc cực cao của Illuminati nữa. Ông ấy đã đạt đến cấp 33, cấp bậc cao nhất của Illuminati. Cho nên có thể ông ấy biết thứ gì đó mà chúng ta không biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.